Kiểu Long vào cái phần hướng dẫn các Kiểu Long hướng dẫn này sau sau đoạn đầu video này. Đẹp nhìn đấy, làm sao phần ngực cho đến xuống đây là mình đó để làm đến như ngực đấy thường chúng ta cắt tỉa như này dưới này lên chưa. Và sau khi đã cắt lông đùi rất là hai bên cũng được làm sao lông đùi phần nhưng mà da phải làm sao chắc vào phần da gà sẽ xước ra là phải chảy rất nhiều máu, có thể những con nó chảy ít máu nhưng mà nếu mà chưa cắt vào phần nói chung là rất là không tốt cho gà. Mình nên cắt lông hai bên hông thì đó và lông hai bên hông là rất là nhiều. Ở dưới đùi là sạch sẽ này, ở dưới đùi tôi vẫn phải cắt lông đó. Không, chúng ta sẽ tiến hành tỉa cái phần nhổ cái lông đuôi, chúng ta cắt vào nhổ lông các bạn, sau khi nhổ là tỉa lông gà đó, cái tỉa lông rồi đuôi này, lông bảy rồi có một lớp lông rồi ra làm hai phần cắt lông dài phần trên phần dưới, trên này tầm rồi 12 cái lông gọn cắt đi gọn nhẹ đó. Sau khi đã cắt xong phần đấy rồi thì chúng ta sẽ tiến hành tỉa phần lông mã. Lông mã thì ta sẽ tỉa như này, lông mã không bao giờ cắt tỉa được, đâm từ dưới lên cắt này từ tí đến tí một đó, để cho nó ngắn bớt đi. Rất đơn giản rồi, sau khi đã cắt tỉa gà của mình là có chỗ nào đó. Đây là dưới bụng của con gà, chúng ta sẽ chuẩn bị xem kết quả rồi cho các bạn xem đó. Đó nào, tỉa chú gà trong trường thì chuyển này trước đó. Đó, chúng ta để ý trong vì sao đấy, chỉ bằng một sắc thì rất là tuyệt vời luôn, ra là và đẹp.